Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của Đấu La Đại Lục 2, Hoắc Vũ Hạo đã được Thiên Mộng Băng Tẩm trợ giúp thức tỉnh võ hồn thứ hai và thu được hồn hoàn đầu tiên thuộc về hồn thú có tu vi 40 vạn năm. Bởi vì không muốn để lộ bí mật này, Hoắc Vũ Hạo đã nói với mọi người rằng sau khi hắn đi liệp xác hồn thú thì thu được kỹ năng mô phỏng hồn hoàn. Chính vì lẽ đó, khi các lão sư ở học viện Sử Lai Khắc nhìn thấy hồn hoàn màu đỏ của Hoắc Vũ Hạo, bọn họ dù có nghi ngờ nhưng vẫn tin đây chỉ là màu sắc do hắn mô phỏng lại mà thôi. Chuyện này Hoắc Vũ Hạo có thể giấu được tất cả mọi người và các vị lão sư, tuy nhiên lại không qua được mắt của Thiên Thanh Nghiêu Mãng. Các bạn có còn nhớ, trong phần 1 của Đấu La Đại Lục, vì để phục sinh Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Nghiêu Mãng trong khi bị Bỉ Bỉ Đông truy sát đến đường cùng đã hiến tế cho Đường Tam và trở thành hồn cốt của hắn hay không? Sau khi Đường Tam thành thần và tiến vào thần giới, anh ấy đã sử dụng một phương pháp đặc thù để hồi sinh cho hai vị Xâm Lâm Chi Vương từng oanh liệt một thời. Cũng tại đây, huyết mạch Long Nhân trong cơ thể Thiên Thanh Nghiêu Mãng được kích hoạt, bởi thế nó đã tiến hóa trở thành Thiên Thanh Thần Long. Mặc dù huyết mạch này của Thiên Thanh Nghiêu Mãng không phải là huyết mạch thuần khiết, nhưng sức mạnh của nó hiện tại đã không hề thua kém bất kỳ một con thanh long thực thụ nào. Cũng vì lẽ đó, ở tại thần giới, Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Nghiêu Mãng đã đồng hành cùng Đường Tam và trở thành linh mục của các vị thần. Sau này, con gái của Đường Tam và Tiểu Vũ là Đường Vũ Đồng khi nghe được nhiều chuyện của cha mẹ mình trong quá khứ đã bí mật rời khỏi thần giới và đến Đấu La Đại Lục. Tại đây, Đường Vũ Đồng đã giả trai và lấy thân phận là Vương Đông tiến vào học viện Sử Lai Khắc, mà cũng chính vì sự tò mò về Đấu La Đại Lục mà bỏ trốn đi chơi của nàng đã khiến Đường Tam và Tiểu Vũ vô cùng lo lắng. Tuy vậy, thần có quy tắc của thần, hai người không được phép can dự vào chuyện của hạ giới. Chính vì lo cho con gái của mình, hai người đã để Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Nghiêu Mãng đi theo âm thầm bảo vệ cho Đường Vũ Đồng. Và sau khi hai hồn thú này xuống hạ giới, sức mạnh của bọn chúng đã bị áp chế. Tuy vậy, nó vẫn mạnh hơn một tuyệt thế đấu la 99 cấp. Thái Thản Cự Viên và Thiên Thanh Thần Long tới Đấu La Đại Lục và ở ẩn tại Hạo Thiên Tông. Trở thành trưởng lão của tông môn này, bọn họ cũng lấy tên là Thái Thản và Ngưu Thiên. Cả hai người đều coi Đường Vũ Đồng như con ruột của mình mà vô cùng chiều chuộng, quan tâm nàng hết sức. Tuy nhiên, Đường Vũ Đồng tiến vào học viện Sử Lai Khắc, lấy thân phận là Vương Đông, đã ở cùng ký túc xá với Hoắc Vũ Hạo. Mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết, chính vì thế trong khi tu luyện, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã cùng nhau sáng tạo ra Hạo Đông Chi Lực và Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ. Sự tương đồng hoàn mỹ này đã khiến cả hai vô cùng tò mò về vũ hồn thứ ba của Vương Đông. Chính vì thế, Hoắc Vũ Hạo đã tiến vào thức hải của Vương Đông để thăm dò. Ngay khi tiến vào bên trong thức hải của Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo đã bị dọa do suýt mất mạng. Mà vào thời khắc này, Thái Thản cùng Ngưu Thiên cảm nhận được có người xâm nhập vào thế giới bên trong của Đường Vũ Đồng, đã lập tức đến học viện Sử Lai Khắc xem là ai dám động đến nàng. Sau khi phát hiện ra là bằng hữu mà Vương Đông cực kỳ tin tưởng, bọn họ mới rời đi. Họ cũng nhắc nhở cả hai tuyệt đối không nên lặp lại việc này lần nữa. Sau này, khi Vũ Hạo cùng Vương Đông đến Hạo Thiên Tông, Ngưu Thiên mới có dịp để ý đến Hoắc Vũ Hạo. Vừa nhìn thoáng qua đã biết thiếu niên này không hề đơn giản, mà sau khi thăm dò, Ngưu Thiên đã phát hiện ra trong người Hoắc Vũ Hạo có sự tồn tại của hồn hoàn 400.000 năm tuổi. Bởi vậy, Thái Thản quyết định chiến đấu với Hoắc Vũ Hạo để thăm dò thật hư. Sau khi bị giáng xuống một quyền vô cùng mạnh mẽ, Hoắc Vũ Hạo vô cùng thất kinh. Sức mạnh linh hồn của Thái Thản ngang nhiên có thể áp chế hắn, cho dù lúc này bên trong cơ thể Vũ Hạo còn tồn tại Thiên Mộng Băng Tẩm cũng không giúp gì được cho hắn. Dưới sự áp chế tuyệt đối của Thái Thản, Hoắc Vũ Hạo thật sự không thể chịu đựng được quá 3 giây, và lần thử nghiệm này cũng khiến Thái Thản nhìn thấu hồn hoàn 40 vạn năm của hắn là sự thật. Có thể thấy sức mạnh của Thái Thản Cự Viêm và Thiên Thanh Nghiêu Mãng là vô cùng mạnh mẽ đúng không các bạn? Chỉ với việc nhìn thấu hồn hoàn 400.000 năm tuổi của Hoắc Vũ Hạo đã chứng minh năng lực hai người này vượt xa các lão sư thực lực phong hào đấu la ở Học viện Sử Lai Khắc rồi phải không nào? Video đến đây là hết. Các bạn có thấy thông tin này hữu ích không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!